chưa năm nào cháu được xem cái cây này mà là bác lại có mặt dưới tác phẩm đâu. Nhiều lần ở Phúc, à, trên sân Tây không gặp được bác. Đấy. Bác có cái này với cái kia. Vâng. Bác có thể chia sẻ cái tâm tư của bác với cái tác phẩm này không? Bây giờ thì cũng nói với mọi người là cái này tôi có cái ý tưởng là răn dạy giáo dục công cha nghĩa mẹ, công cha trên núi cao và suối nguồn nghĩa mẹ. Thế nói lên 4.000 năm lịch sử, từ thời chống đồng của người Việt cổ đến ngày nay là quốc kỳ, thì chắc đủ 4.000 năm chưa? Thế và cái này nó là tổng hợp sinh vật cảnh, tất cả sinh vật cảnh có cái gì thì ở đây nó có. Đấy, chơi thì chơi như thế. Từ những cây mini, anh quay rõ vào cây dưới. Đấy, nó chảy ở bờ suối. Cây mini là phải ở nơi hoang dã, bờ suối, vách núi. Đấy là thực của nó. Cái cây này mà để lên chậu lên bát thì nó không thể đẹp được. Cái thời thời nguyên thủy của nó là như thế. Đấy, đấy, sống ở nơi con gái, xong bắt đầu người ta mới đào xuống đây, người ta chơi. Nhưng bây giờ mình trả lại cho nó vào cái bản ngã của nó. Được rồi, bản ngã. Bản ngã của nó. Đấy. Quan trọng nó đậm chất nhân văn và giáo dục. Và nó còn có những cái để mà nó thuộc về công dụng dân tộc học, phải bảo tồn nó, duy trì và bảo tồn những gì chứ nếu công nó mai một thì mất, chẳng hạn những cái guồng này. Bây giờ có ai người ta làm đấy, vì bây giờ điện khí hóa. Đúng rồi. Nhưng mà cái công cụ dân tộc học này từ ngàn đời người ta cần phải duy trì và bảo tồn. Mất bao nhiêu lâu thì bác có thể là chế cái này á? Hơn một năm tôi dựng xong nó và cho đến bây giờ là ba năm từ năm 16. Nước chảy rất là tự nhiên đúng không? Đấy, đấy, y chang như nó như thật, như thật luôn, tất cả nó như thật, sống động như thật. Hát đi. Hiu lo chim hót thương nhà ai, ráo rách mùa xuân về hối hả. Mưa ơi xuống chợ cùng ta, ngựa đi phiên chợ ngày xưa, miệng em cười áo em rực rỡ. Gọi em bằng tiếng khen sao em mải mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi. Sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen ai. Bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say để đồng với đôi.
tôi chia sẻ các bạn hình ảnh mới nhất. Đây là cái buổi chuyển cây về, đã kết thúc cái cây triển lãm rồi. À bác. Dịch chuyển cụ về nhà đây mọi người ạ. Theo thông báo của ban tổ chức thì ngày mùng 5 là kết thúc. Và hôm nay thì lác đác đã có chủ cây đã đưa cây về nhà rồi. Đấy, về cái hình ảnh đầu tiên đó là cây mâm xôi con gà. Trở về nhà. Cũng về nhà rồi. Đấy. Sau những ngày lưu trú phúc thọ. Trở về nhà. Anh. Ôi, cùng đi mạnh khỏe, cùng về cũng khỏe mạnh. Kỷ niệm đáng nhớ quá. À. Vâng, chào bác nhé, chào bác nhé. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng. Anh. Vâng. Tôi được sáng bác sao? Không. Ôi, em về anh nhá. Vâng, chào bác mạnh khỏe nhá. Vâng. Cả tuần giờ ở đây. Anh nối đường kẹo lắm. Cái này cũng có nhiều người biết đấy, có cụ mà nhiều người biết. Lên hình quan hệ rộng rồi rồi. Hai cây mọi người, cái mũi khoan kìa. Đấy, cây thứ hai. Chào bác. Đấy, cây mũi khoan đây. Chạy trước. Đấy, về rồi. Cụ đến sau mà cũng lại về trước. Ê, chào bác. Hôm nay bác rút à? Đâu cây như mình kia à? rút. Anh. Này rút cây anh ơi. Ở đây là hình ảnh tiếp theo. Xe đã về. Đấy, hai xe cẩu. Còn những ai về nữa đây các bạn? Nắng quá, hôm nay nắng quá mọi người. Được 2 hôm mưa. Lưu luyến chào cụ. Chào cô nhá. Cô lên kênh bonsai mà xem nhá, kênh bonsai channel của cháu nhá. Mà xem có hình ảnh của cô đấy, đấy, kỷ niệm đẹp lắm đấy. Xem như là cô mở của cô chả thấy có. À thế à? Cô phải gõ đúng cái từ đấy. Từ làm triển lãm. Không, gõ cái từ là cô giúp việc cô giúp việc trồng cây mâm xôi con gà thì sẽ ra. À thế à? Lời kể của cô giúp việc đấy thì sẽ ra. Vâng, cô về nhá. Vâng, hẹn gặp lại cô. Không biết khi nào mới lại được gặp cô với cả cây mâm xôi nhỉ. Anh về nhá, chú về nhá. Đấy mọi người ạ, xe đã chở cụ về rồi. Rất là nhớ cụ. Rồi. Cuộc hành trình cả tuần trời tại Phúc Thọ, cây mâm xôi con gà đã xong. Giờ mình sẽ đi một vòng xem
đây là tác phẩm này, cái này của anh Hùng Tranh. Và Thụ Lâm Bồng Thạch đấy, cái cây này mình quay rồi cho mọi người. Kia là đúng thời điểm đúng không? Thời vàng. Cái gì nó cũng có thời điểm của nó. Hôm nay vẫn có khách đến tham quan không mọi người ạ?